Mến chào quý thính giả nghe đài thân quý, mời quý vị lắng nghe truyện ngắn Củi Một Trôi Về, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, trên kênh Ngọc Sen Voice. Những đám mây tối thẫm, trĩu nước xà thấp, ầm è như đang cố ấn ngôi chùa lún vào khoảng giường ngập lúc đầu ngọn cỏ. Những cái bọng mưa sắp bục dở ra, hối hả kê bộ dán ngựa trước chánh điện, một chỗ ngồi cho bữa tụng niệm chiều. Thầy bỗng ngó ra ngoài trời, bảo đường xá gì mà vắng que, buồn quá ông. Từng lời của thầy vừa thốt ra khỏi đầu môi đã bị thinh lặng đóng băng. Thầy chờ đợi gì ở gã? Một kẻ đã chết thì buồn vui có ăn nhập gì? Gã khúc củi mục trôi dạt về thổ sầu, ghé qua ngôi chùa nghèo này. Nghèo đến mức người xa về không biết gọi là nhà hay chùa, tên toàn đến mức không có cửa, không rào, đến nỗi xưng hô với người kinh kệ trong chùa thế nào cũng ngại. Gọi thầy như những bậc chân tu thấy không được, gọi tao mày như người thế tục cũng không xong, đành lúng búng hỏi: "Quên tôi rồi phải không?" "Nó chơi hoài." Thầy trợn mắt: "Tôi đâu có tệ vậy." Thầy là người đầu tiên ở thổ sầu nhận ra gã, ngay cái nhìn đầu tiên. Những ngón tay xương xẩu của thầy níu lấy vai gã, run run. "Chịu trội đầu về rồi hả? Ngon, tôi tưởng ông bỏ xứ đi luôn rồi chứ." Gã nhìn bên kinh, nơi tre mọc xanh rì là nền nhà cũ. Gã cũng tưởng mình vĩnh viễn không quay lại nơi này. Gã giật giờ hết đất này đến đất khác, làm lụng mưu sinh, dắt mình kiệt như tìm chút nước trong chài. Hết ngày trở về nhà trọ, gã thường bàng hoàng, cảm giác những đốt xương mình khô đi, rơi ra từng lóng một. Gã bỗng thèm trở lại thổ sầu, chẳng làm gì cả, chẳng ai chờ đợi gã. Cả nhà gã đã bỏ xứ đi vì không dám ngẩng đầu nhìn chồng xóm bởi nỗi ô nhục mà đứa con trai gây nên. Vậy thì phải về, về cho người thổ sầu thấy gã bây giờ sống tử tế như thế nào, về để tìm lại cảm giác thanh thản đã bị đánh mất, hay về để nhìn lại cọng cỏ mình đã giẫm nát, cái cây mình đã giặt trụi ngọn, con lạch trong lẻo đã bị mình sụp đến đục ngầu bùn. Gã không biết nữa, chỉ cảm giác thèm về da diết. "Tôi muốn té chỗ nào thì đứng lên ngay chỗ ấy." Gã cười, và cảm giác nụ cười thật kỳ dị. Một xác chết mà nhoẻn cười, thử hỏi có khó không? Thầy trợn mắt, môi lật phật ở cái chỗ hai cái răng gãy, rồi phục ra một bụng cười. "Trời, nói chuyện hoa văn triết lý vậy cha nội, chắc gặp nhà văn nào ở trong tù hả?" Bất giác thầy cũng ngó bên kinh, chỗ ngày xưa gã hay ra đứng đái, và thầy hồi ấy là chú tiểu con cầm nạn thun rình bắn cho bỏ tội chĩa chim trước chùa. Tiểu bắn không tệ, có bữa thằng nhóc bụng tay giữa hai đùi nhảy cà nhót chửi thề ỏm tỏi. Bờ đất đó giờ rối nùi cỏ dại, thầy ngậm ngùi. "Ở chùa với tôi, đắp đổi cháo rau qua ngày." Thêm một nụ cười, thêm một người cũng không làm chùa vui hơn. Gã cũng trầm mặc, cũ kỹ như mấy bức tượng, nhưng không có được cái an nhiên, thanh thản của thần Phật kia. Trên gương mặt chỉ hiện lên sự nhầu úa. Nhiều khi thầy nói chuyện gì đó mà phát hiện ra có con cốc ở trong góc nhà cọ kẹt trả lời mình. Chỉ lúc thầy giả bộ bâng quơ: "Con nhỏ đó vẫn chưa ai cưới." Thấy gã tái đi, con nhỏ mà thầy nói vẫn thường ghé chùa chơi, mấy hôm rày không biết đau ốm chi mà không thấy. Gã ở chùa, người đến chùa bỗng đông,
họ cúi đầu lại Phật mà mắt láo liên tìm gã, hớn hở, nườm nượp như hồi nhà văn hóa huyện triển lãm heo ba mắt, ngựa hai đuôi, hay những thai nhi dị dạng ngâm trong mấy chậu thủy tinh hóa chất. Gã hay tránh ở giường thuốc phía sau mỗi khi có bốn người sắp sải rẽ vào sân trước. Loáng thoáng nghe hỏi dồn: "Nó về rồi hả? Thằng đó đâu? Sao thầy chứa nó trong chùa?" Nghe thầy cười nhẹ, nói thấy về thì biết về, nhưng chưa về đâu. "Ủa, vậy là sao?" Thầy niệm mấy tiếng A-di-đà, gã hình dung được ánh mắt hấp háy, tinh quái. Thầy nhờ gã tiếp một tay làm hàng rào sân trước. Thầy buộc gã phải từ giã việc chui lũi bên trong những pho tượng hì hục trên sân, dần nhau với những khúc cây ngâm nước lâu ngày tanh tưởi mùi bùn. Gã gặp lại nhiều người quen cũ, bối rối không giấu được. Họ nhận ra đã quên gã rồi, từng chi tiết một, nên chẳng thể căm thù, xua đuổi, càng không thể đối xử mặn nồng như một người xa xứ trở về. Không biết phải đối xử thế nào với cái thằng người đã từng là thú vật. Những cây son mọc hoang ngoài đường bắt đầu trổ bông. Một bữa gã bê bức tượng Đức Di Lặc ra sơn lại, thì có một cô gái già sọc vào. Cô định đạp xe đâm thẳng vô gã, nhưng nhát thấy bức tượng, sợ dở, nên cô dùng thân mình nhảy chồm lên đất, ghìm trớn xe đang nhanh. Mặt đỏ bựng, bết mồ hôi, cô hét: "Ê!" Tiếng kêu gọn lỏn, như người ta vẫn thường: "Ê xe vua, ê xe lôi, ê hủ tiếu bò kho." Nhưng sau tiếng ê ấy thì mọi ngôn ngữ tắc nghẹn. Cô cũng rơi vào bi kịch của sự không đủ nhớ để nhảy sổ vào mà cào cấu, băm dầm gã. Gã đàn ông ấy cho hả giận, chỉ biết chơi dơi nhìn mối thù lớn của đời mình tơi tả như con buồn nhìn rơm giữa gió trời. Những ngày qua, lúc buồn, lúc những gã trai trong xóm rước cô dâu mới về, lúc đạp phải đinh, lúc ho, cô đều bới tên gã ra chì chiết để hả hê, để sống tiếp. Nhưng giờ điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Cô quay quả bỏ đi, mặc kệ gã đàn ông đang chết sững. Sau này cô cũng chỉ kêu mỗi tiếng ê khi ghé lại. Có bữa nghe da diết như bảo: "Tôi đây nè, tôi ra nông nổi vậy nè, ông sáng mắt chưa?" Có bữa chất chứa tủi hờn: "Tôi nè, đã nông nổi vậy rồi, hết hy vọng rồi." Bữa khác âm nghe hằng học: "Tôi đây, tôi đã ra nông nổi này, tại ai, tại ai, tại ai?" Và đợi gã ngước nhìn cô sẽ quay đi. Những bữa không thấy gã, cô dây da hỏi thầy: "Đâu rồi?" Thầy thấy bụng mình hơi quặn chuyện thế tục. Những bông son nở bung từng chùm trắng xóa. Son ra bông trắng, báo hiệu mùa mưa rất dài, trời lạnh lẽo. Người già trong thổ sầu rủ nhau chết. Thầy đi tụng kinh siêu độ suốt, chùa vắng tanh. Dù gã ở đó, dù cô có ghé kêu ê, nhưng cuộc gặp gỡ chỉ là của một người đã chết ngồi nhìn một người đã chết.